Baby bus. Nông trại của gấu trúc. Wow, chú ong đã lấy được một chút mật hoa. Hãy cùng làm sản phẩm mật ong nào. Bánh mật hoa nặng quá, hãy ép nó xuống nào. Đã có các sản phẩm mật ong ngon lành rồi. Cánh đồng. Thank you.
tím, hạt cà chua, hạt cà tím, hạt cà tím. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Một mùa màng bội thu. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Một mùa màng bội thu. Nuôi cừu. Lông cừu mọc dài quá, hãy cắt bớt đi nào. Lông cừu mọc dài quá, hãy cắt bớt đi nào. Hãy tìm một nơi thích hợp nào. Xoạt xoạt, hãy trở nên sạch sẽ nào. Hãy sấy khô lông cừu để chúng không bị cảm nào.
bắt đầu cắt lông cừu. Yahoo! Bạn đã nhận được một chiếc áo len. Tôi đến để mua hàng. Áo len, mật ong, cà chua. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi muốn mua cái này. Cắt áo len, mật ong. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Cà tím, cặp mật ong, mật ong, cà tím. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi đến để mua hàng. Mật ong, cặp mật ong. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi đến để mua hàng. Mật ong, cặp mật ong. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào.